Em biết anh đã yêu từ lâu, mà vì sao anh không nói rằng anh yêu? Vì anh ngại ngùng, mỗi khi bên em anh thẹn thùng. Lời yêu thương anh chôn giấu nơi đáy tim. Lang thang một tình yêu anh như trai thơ, anh như ai ngờ ngát ngóng trong em qua mỗi ngày. Diễn ra được tuy duyên em xinh tươi, em như cô gái hai mươi ngày nào tôi thăm tiên. Như phi cơ bay vèo vèo mất hút. Tuổi thanh xuân đợi chúng mình vội vàng mình yêu quên em hôm qua, anh hôm qua, em cũng ngày hôm qua. Bất chấp đi, cô đơn sao ta chẳng màng. Ông Minh vé số nè, ông có đồng ý lấy bà hai bánh canh này làm vợ không hả? Dạ có, con với cô kết còn lâu lắm rồi. Còn hai bánh canh. Dạ em ơi, ba cuối đời con người hố rồi. Con hứa sẽ gặm gương hạnh suốt đời. Mẹ ơi, tụi con tới nè mẹ. Mẹ, mình chuẩn bị nha. Mẹ ơi, mình đi đâu mẹ? Tụi con ơi, gia đình mình sẽ có một chuyến đi du lịch. Hay quá. Đi châu Âu, đi châu Âu hả mẹ? Đi châu Âu tốn kém lắm. Đi mẹ. Ở đi Đà Lạt gần hơn. Đà Lạt cũng mát vậy. À, cũng được vậy. Đúng mẹ. Mát mẻ. Mình đi có gia đình mình thôi hả mẹ? Không, tất nhiên là phải có chú Minh chứ. Không. Mình đã tới rồi. Trời ơi. Chú Minh mà cao vô, cao bà đùi quá. Mày á hả? Lúc nào cũng đâm thọt tao à. Chuẩn bị đi được rồi. Anh đã lựa một nơi du lịch rất là hợp với ý của mình. Đó là đi tắm biển. Hả? Đi biển? Đâu có chuẩn bị đồ kịp đâu mẹ. Ủa tụi con tới tắm biển hả? Kìa. Cũng bà không. Tụi nói với bà rồi, hỏi tụi nó kỹ coi tụi nó thích đi đâu. Bà nói con bà ngày xưa thích tắm biển cho nên tôi mới lựa cho đi biển nè. Thì tụi nó thích tắm biển thiệt, con tôi thích tắm biển thiệt. Con thích nè, con thích tắm biển nè. Dạ con cũng thích nữa, nhờ hay tắm biển mà tướng con cao vậy nè. Con thích tắm biển, con thích tắm biển. Con thích mẹ, con thích mẹ ơi, con thích đi, mẹ. Đi. Biết tụi con thích cho nên mẹ đã mua sẵn ba cái quần bơi nhỏ xíu vậy nè. Dễ thương lắm. Ồ, quá đã. Đi không, đi không, nghe đã rồi. Chù đáo quá. Đi biển kỳ ta. Tôi say sóng quá. Chú thư biển nào say sóng? Say xe. Sao khó quá khó. Ngồi trên đây còn say xe. Ủa sao tài xế này quen quen vậy? Hình như là bình luận viên bóng đá mà. Nhận ra tôi hả? Sao bên đây đi lái xe vậy? Có, bình luận viên bóng đá là cái ngành tay trái thôi. Tôi chỉ mời mà làm cái ngành trận cầu tâm điểm lớn. Vậy thì hỏi tôi mà làm. Với lại nhà chính tôi là ngày cho thuê xe du lịch nè. Ủa sao bữa nay làm tài xế luôn vậy? Tài nghỉ hết rồi, cho giờ mình làm luôn. Lái được không vậy? Trời ơi, yên tâm đi, tôi lái chắc lắm, tôi làm mấy người may lắm, tập vui đó. Tôi bỏ gần 2 năm rồi. Trời ơi. Ê, giờ tính sẵn. Đi kiểu này lỗ hết. Sao? Cứ đi đi. Đúng rồi, tôi đâu có biết bơi đâu. Ở con bảo biết bơi giỏi thì sao? Lỗ hết à? Tùy cơ ứng biến để tập tính. Nhưng mà đi đây rồi mệt gì nữa. Ngồi đây cũng gọn thế mệt. Còn chỗ ngồi nào khác không? Trên này là cao. Ê, ốc này nhỏ, ốc xèo. Anh điên hả? Cả tôi
vừa leo lên tới là bà tới Vũng Tàu, là tôi tới Bình Hòa đó. Bà gấp tôi miếng ớt coi. Ê, hồi xưa tôi nhớ đó, con của bà nó ăn ớt kinh khủng lắm, ăn mà tôi nể luôn. À... lớn rồi mà vẫn còn thích vậy đó, không nhớ hả? À. Ngày xưa nó ăn ớt á, có mấy cái này ha, mà không có ớt là nó không bao giờ nó ăn. Đúng rồi, nó ăn ớt nhiều nhồng vậy không ha? À. Chủ quán ơi, ớt đâu hết rồi chủ quán? Ăn ớt nhiều mới ngon. Ngon quá má ơi, ngon quá. Ăn vậy mới ăn. Này của tao nha. Ăn đi, ăn đi. Ớt hư ống càng chua quá, ngọt á. Ủa, ăn ớt không hả? Ăn ớt ngon không con? Ngọt lâu quá. Ừ, chú thấy con cũng ngon thiệt. Đâu có cây? Không có cây. Tại con xúc động, lâu lâu được mẹ dẫn đi chơi, nước mắt tự chảy à. Không có cay. Ây, ngọt quá. Chết, gia đình lo hết rồi. Ông ơi, tôi nhớ rồi. Chắc ông nhớ tầm bậy á. Con tôi lúc đó nhỏ xíu à, ở đâu biết ăn ớt. Không lẽ tôi già tôi lẫn. Ờ à, phải rồi. Nhớ lộn con cha bãi. Ông lao con nữa, ăn đi. Trên đường đi Vũng Tàu hả? Thiệt chứ còn gì nữa. Tụi nó tính trốn tao đó. Thiệt tình không biết sao mà tụi tao lại tính nó được. Mày nói sao? Mày nói tao đừng lo hả? Đừng lo cái đích tao á. Mày nghĩ sao mà tụi nó đi Vũng Tàu kiếm tiền trả tao? Hả? Theo dõi tụi đó nha. Nó đâu phải là Michael Phelps. Tao đang làm clip, xong cái là tao thay đồ ra liền nha. Theo dõi nó. Ê, lộn rồi, đây toilet nam nè, đó mới nữ mà, vô đây đi. Con nhầm, tại ở đây kẹt người rồi. Kẹt người rồi đứng đại đây cũng được, thiên nhiên kỳ thú mà. Không được, con ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, đàn ông con trai ngại cái gì. Chú đi trước đi, chú đi trước đi. Biết rồi. Mà sao chú đi lâu vậy, chú có chai trà xanh mà. Tao đâu có đi gì đâu. Dẫn mày đi, thấy mày đi lộn á.
nhắc nhở mày thôi. Chú. Gì? Thường thường con đau bụng á, con đi lớn tiếng lắm. Chú đứng đây con ngại, con đi không được. Ui, giường nó thanh tịnh giống vậy, có âm thanh nó cũng vui. Chú này, thôi chú đi đi. Thôi để tao đứng tao chờ mày. Chú đi đi, con đi không được. Ngại cái gì cái thằng. Ê! Ê, phát hiện rồi nha. Gu lão vậy, khoái địa hàng già hả? Rình ông này phải không? Rình cái đầu ông á. Chạy dạc dịch đó. Bà bắt tôi ăn ớt bây giờ bắt tôi nhịn. Không tha cho cha già đâu. Đau bụng quá. Ây da. Xong rồi kìa tôi ơi. Ê, tôi nói chuyện mình cho nổi. Xin lỗi nha, mắc quá chịu nổi. Trời ơi. Tất cả đã sẵn sàng cho một bữa ăn dương gia vọng tộc. Nói chung là em phải tập cách sống giống như một hot boy nổi tiếng nhất Sài Thành. Và chúng ta phải làm sao để người ta có cái giá trị, để người ta có thể bỏ ra 60.000 đô mời mình ăn trưa trong vòng 2 phút. Em hiểu không? Và sẽ đặt tên cho em thành Kenny Lâm ha. Một thời gian nữa, giống như tôi đang nói chuyện Phong Long mình thôi luôn. Ê! Em bị sao? Mỗi lần thấy biển là em lại nhớ. Nhớ mẹ gì? Ăn đi cưng. Ăn đi. Anh ăn đi, em kêu rồi. Kêu đồ ăn như đây chưa đủ nữa hả mà kêu gì vậy? Em đi ăn. What the hell? Ra biển không ăn hải sản mà ăn pancake. Sao vậy? Ủa sao mày thích ăn bánh canh mà mày không thích ăn bánh bèo, ăn bánh chuối rồi đó. Một tí ăn xong mình ra biển tắm nha. Em tắm biển đi, anh tắm bùn. Ủa làn da này ra ngoài nắng sẽ sạm đi mất, ghê lắm. Ăn chứ. Cái gì vậy? Nhìn cái gì mà nhìn mông người ta hoài. À, sao kỳ quá, bãi biển thì đứa nào nó cũng bận quần nó tắm hết trơn người ta. Trời đất ơi, bãi biển này là bãi biển bình thường chứ không phải bãi biển lùi vẽ. Tao không biết cái coi. Cái gì? Mày đi đâu vậy? Thay đồ bơi và mua phao cứu mạng. Tao đâu biết bơi đâu. Mày vô kiếm bộ đồ nữ nào mày thay đi. Tao mặc đồ nữ chứ không biết tao là con gái hả? Ờ, à, vậy thôi mình đừng mặc gì hết cho nó mát. Ê, dạ, dạ, trời mẹ ơi, nặng quá cái thằng tí này. Mẹ ơi, dạ. Cái tắm biển bận chi cho cực vậy? Dạ, con tưởng đi Đà Lạt. Trời ơi, đã bàn đi biển ngay từ đầu rồi mà. Thằng tí đâu rồi con? Dạ, thưa mẹ, thằng tí nó vào phòng tắm thay đồ tắm rồi mẹ. Ờ, nó đi thay đồ rồi hả? Vậy tụi bay cũng đi thay đồ tắm đi. Dạ. À, mẹ mẹ, con nghĩ là con gái Hàn Quốc nó ghét con trai Hàn Quốc mà bị đen lắm. Đâu có được, đi ra bãi biển thì cũng phải bận đồ với người ta chứ bận da hay con. Này nè, bận vậy nè chứ bận gì tắm người ta cười chết à. Đi đi con. Đúng rồi, nghe lời. Đi đi, nhanh đi. Đi đi thay đồ tắm đi. Đi đi. Dạ dạ. Đi thay đồ đi, nhanh đi. Dạ. Thưa chú Minh, thưa mẹ, con đi thay đồ tắm. Ừ. Này, nó lễ phép trên mức bình thường không? Ngồi đây coi đồ nghe. Ờ. Tôi đi cùng chị. Tụi nó ở dưới đại ca. Gì đó hả? Dạ. Đi. Nhanh. Mày lơ dòng gái mày mẹ. Ông làm cái gì? À... Tại sao ông đừng người ta? À, tôi... đồng bọn ông nội mày. Tại cái áo chứ bụng.
to quá mà bà đi. Cái đó tôi biết. Ý là bà nói là cái thằng Lộc á, ngày xưa nó có cái thẹo bị chó cắn đúng không? Ừ. À, dễ ợt. Sao? Bây giờ đó bà kêu tụi nó về ngay ngày đầu tiên à. Bà biểu tụi nó lột đồ hết cho bà coi này. Ông lúc nào cũng tính chuyện gấp gáp á. Chứ sao? Tự nhiên làm vậy. Rồi trong ba đứa đó có lỡ đúng có một đứa là con thiệt của tôi, nó nghĩ là bây giờ mẹ nó có tiền rồi nó mới về để nó nhận. Như lại lúc đó nó giận tôi thiệt. Nó không nhận tôi làm sao? Bỏ đi, cái cách đó không được. Tôi thấy bà nói cái đó mới chứ. Nó đã quyết định nó về đây nó tìm mẹ rồi á, thì nó phải chứng minh nó là con của bà mới đúng. Nhưng mà cách này của ông không có được. Cách nào cũng không được. Tôi có cách. Cách gì? Để đó, em đi chuẩn bị. Thôi đi về đi, tôi xạo đúng đây nhá nhá tôi hoài. Nhá chơi cho vui chứ, ham hố gì đâu. Cái thèo. Không lẽ nó là con của bà Mùi? Cái thằng đại ca cho dây tiền gốc. Nó đang ở đây. Nó đang ở đây. Ở đây. Mày giỡn tao hả? Tao nói thiệt. Nó nói cho mình 3 ngày mà bây giờ nó tới đây. Lỗ hết sao hả? Sao tao biết được, giờ tính sao? Giờ tính sao? Thằng mẹ đâu? Đi tìm nó đi. Đi tìm nó. Đi. Ê, con lỗ tới cho tao. Không có kịp, không có kịp. Sao á, nhà tắm nam à, mà ông lén lén, ông nhìn cái gì vậy cháu? Trời ơi, bóng già mà bụng đầu đen không? Nè, tôi nói cho cậu biết nè, tôi không phải là bóng già. Tôi chui vô đó, tôi đi rình như vậy là có lý do của tôi. Lý do gì? Trời ơi là trời, tôi khổ quá mà, mấy cậu cho tôi đi đi. Người ta đã không truy cứu thì thôi, mấy cậu giữ tôi ở đây làm gì? Ngồi yên đó, ngồi yên đó. Người ta không truy cứu, mà tôi truy cứu. Tụi tôi á phải giữ ông ở đây, chừng nào á cậu Lâm á an toàn tụi tôi mới thả ông đi. Nè cậu Lâm này. Cái gì thằng này là thằng Lâm á hả? Cái thứ giả bộ tào lao. Thằng này đâu phải tên thằng Lâm. Tên tên gì? Okay. Ông mới là tào lao á. Đây là ca sĩ Hoài Lâm à, thần tượng của tôi. Ảnh là thần tượng của em. Đúng vậy, thần tượng của tụi tôi à. Ai coi chương trình Gương Mặt Thân Quen cũng biết cậu ấy hết. Tên thật cậu ấy là Tuấn Lộc. Cái gì? Tên của nó là thằng Lộc hả? Đúng rồi. Vậy là cho, nên cho tôi đi gặp nó đi. Người yên đó, tôi có đó. Nhiệm vụ bảo vệ Dương khách ở đây lại. Người yên ở đó. Tìm mình đó, nó sợ mình trốn. Ê, hay tao có ý này nè. Bây giờ mình vợ tới giải thích nó hiểu là bây giờ mình đang giả làm con của bà Hai. Sau đó mình lấy hết tiền bà Hai trả lời nó là xong. Thôi dẹp đi, cái cách của mày thông minh ghê luôn.
thì báo cho tụi nó biết là nguyên đám tụi nó lại nhận bà Hai làm con nuôi. Lúc đó tiền chia 5 x 7, ba mình húp cháu hả? Nhưng bây giờ nói bà Hai có tiền nó không tin rồi đó. Nó mà trúng số, nó còn không tin nữa. Tại sao nó tin mình? Hay quá, vậy mày ngon mày đi nói đi. Giờ hết cách rồi, mày đi mày nói đi. Thì mày không có cách thì tao có cách. Tao gặp mặt nó, tao nói thẳng cho nó biết vậy luôn đi. Nó này. Nói kìa. Nó này. Nói kìa thì mày lại mày khai đi. Chưa kịp khai là nó giết mình chết rồi. Đừng có nói nhiều. Giờ sao? Chạy đi, mày đi đâu nó chạy. Gặp mày chỗ bà Hai. Nó chạy. Chạy. Chạy đi. Trời ơi, giờ này mày còn sợ bắn tâm độ nữa. Tăng tốc. Cảm ơn nha. Không phải đàn đàn bà, đàn ông nguyên chất. Ê, nó kìa. Nó kìa. Lại, bắn lên. Chị à, bắn lại. Bắn lại. Bắn lên đây nha. Bắn lại đi chứ. Mẹ sanh mẹ đổ, cứu khổ cứu nạn, mẹ
xanh mẹ đâu. Nghe nói hồi nãy em bị hiếp đúng không? Sao không? Có thích không? Có cái gì kỳ vậy? Không có gì kỳ hết trơn. Lập làm quen đi. Trong cái nghề này là như vậy đó. Muốn đứng lên là phải nằm xuống. Biết chưa? Thành thử ra những cái người mà có nhan sắc như anh em mà làm gì hoang mang. Khép miệng lại bởi vì xấu lắm. Khép. Đó, về mới đẹp đó. Hiểu chưa? Rồi sao? Bữa nay có hát nổi không vậy? Cô không có tin đâu. Hát thử nghe vài câu coi. Hát rồi yên tâm coi đi, tối nay người ta bể xô người ta nữa. Nắng như vậy mà hát cái gì? Hát đi không sao đâu. Đứng nắng coi hát nó đẹp trai chứ. Đấy đi, ca cái bài gì đó đó. Cái bài gì? Cái bài gì đó của thằng gì đó, ca đó bài đó đi. Cái thằng gì? Cái thằng gì đó, ca cái bài gì đó, nó ca cái bài đó đi. Cái bài gì ông nói vậy sao tôi biết? Cái bài gì vậy? Để tao làm cho mày nghe cái bài gì vậy? Dù cho tha năm kia đổi thay, dù cho ta mà mày mãi nơi này. Biết bài không? Biết bài không? Biết bài không? Cái bài đó đang hot. Bài đó đang hot, đúng rồi. Mày hát, mày hát đi. Cái bài đó có đâu minh nhục minh họa vậy thôi. Còn mày hát cái bài của mày á. Bài nào dân ca gì của mày á. Hát. Có cái gì vậy? Còn chẳng nơi đó dấu giờ xưa, thùa mẹ ngừng nghe lời ru con ông bầu. Đập chết con ông. Ồ vậy thôi, hát vậy là đủ rồi, tối ca. Được. Đi. Mẹ. Nhanh. Trời đất ơi. Đám đi. Cái gì đâu mà đám. Cái gì đâu, đám cùng. Đi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ. Bên đây ra. Chúng mình lớn tuổi rồi, chúng mình ở đây không có chết. Mày xin cái gì nữa? Con ở đây mới chết nè. Lên xe. Khỏi đợi. Lên xe. Chạy lẹ. Con ơi. Quá. Đừng chạy mọi người đó. Chạy lên. Xe đây, xe này đợi mấy, chạy sao?
ông sẽ đeo đó nha. Xích cái gì? Chợ nó chém mới xích. Trời ơi. Trời ơi. Lên đi cha nội, vô xuống, vô xuống. Trời ơi. Phải bình tĩnh, mình phải an toàn là trên hết để kiểm tra rồi nè. Kiểm cái gì nữa mày? Mày khỏi kiểm, mày đạp đi. Có gì tao chịu trách nhiệm. Đi ha, đi ha, đi ha. Trời ơi. Lạnh chưa, lạnh chưa, mọi người lạnh chưa? Mày chạy hả? Lẹ lên chết nổi. Rồi, rồi, đi, đi, đi. Chạy xe quá trời nó che không. Quá rồi đấy nha. Đại ca, đuôi lắm. 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 Đang lại chạy từ từ, cứ từ từ, cứ bình tĩnh, không có gì hết. Gấp rút mà cứ từ từ, từ từ bình tĩnh cái gì? Mọi người cứ bình tĩnh đi. Nó an toàn là bản tai nạn là thù, cứ chạy chậm chậm từ từ thôi, không có gì hết. Mày chạy kiểu này một lát nó đuổi tới là không còn một đứa nào trên xe hết á. Biết rồi, không có gì phải gấp gáp, mọi người đừng có vội vàng, cứ bình thường thôi. Xe tôi mà. Cái gì vậy? Ai? Cái gì vậy? Vãi, coi chừng, coi chừng kìa. Cái gì? Cái gì? Cái gì nói gì ghê vậy? Cái gì? Ông ngồi cho già xanh của tôi nè ông nội ơi. Ôi! Trời ơi, xe kìa. Trời ơi, xích quá. Mày tránh ra cho người của tao chạy. Đâu, 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 đâu. Mày chạy đi, tháng sau mới tới chỗ à. Nè, nè, tôi chỉ anh à. Quẹo, 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 quẹo xe kìa. Mày khỏi chỉ, nó lái bò bò được mà. Hồi hộp quá. Thằng này chắc mình phải xử để theo rối được rồi. Chạy lẹ quá. Phải, cái miệng nó ôm xùm rồi. Cái xe mà chạy hơi 40 số giờ nghe. Để giúp giải quyết đó. À, cậu gì đó ơi. Cậu cậu. Trời ơi, đúng hả? Cho tôi hỏi này chút. Cậu ơi, cho tôi hỏi này chút thôi. Một chút thôi mà. Tôi hỏi cái này một chút thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi mới thấy được cái mái tóc của chú á nha. Chú làm gì chú cũng có tóc à? Con mập đi, đi. Đi, đi. Đi. Đường cùng sao? Mệt quá mà bây giờ ông muốn cái gì hả tôi? Mà thằng cha mày! Tao mới mệt nè. Mày chạy xe hơi mới lạnh mà mày mệt. Tao chèo chết mẹ luôn à. Bây giờ có chuyện gì? Ông cứ gượng tôi theo hoài vậy? Có chuyện tao mới chạy theo mày chứ không thôi không có chuyện tao khùng hả? Tao nói là có chuyện quan trọng, quan trọng. Tao lại mày. Được rồi, ông lên xe đi, lên xe đi. Mở cửa, mở cái xe tao lên. Chiếc xe này nữa. Bạn đồng hành của tao mà.
lên xe. Chạy đi. Yeah. Trốn tao được hả? Tới đường cùng rồi nha mày. Tụi này chán sống rồi. Mày dám lừa tao. Kỳ này á, tao hốt xác hết. Giờ mình phải làm sao phải được hả? Tao nghĩ tụi nó quanh quẩn đâu đây thôi. Có đứa nào nhớ số xe của nó không? Ủa? Nhớ làm gì được hả? Em nhớ. Số mấy? 51A66345. Tao công nhận là tao đuôi đứa nào cũng cao ráo đẹp trai đúng không? Dạ. Mà đứa nào cũng bu. Ủa là sao đây kìa? Số đó là số xe của mình đó. Hả? Thực sự ra con là gái dễ trai. Hả? Con là con gái hả? Đầy đủ. Con không phải là con của cô. Thằng Mẹo. Mẹo mới là con của gì hả con? Không phải. Nó cũng không phải là con trai của gì đâu. Tí cũng không phải hả con? Phải. Hả? Sao kỳ vậy? Tí. Phải. Tí là con. Cô nắm tay nó đi. Tí. Nó là con trai của cô đó. Con là trẻ mồ côi. Thì con biết cô bị mất đứa con trai. Nên con đóng giả con cô để lấy lòng thương từ cô. Mẹ! Không không anh mẹ! Anh nói một bài đi. Tí. Đúng rồi. Tí. Giờ này tụi con không có giấu giếm gì cô hết á. Con nói sự thật cho dì biết. Hai đứa con là giả dạng thôi. Nhưng tụi con thấy căng rứt lương tâm, không thể giấu gì mãi. Cho nên tụi con phải nói thật thôi. Tí mới đúng là con ruột của dì đó. Nó là con ruột của dì. Dì nhìn đi, lỗ mũi của nó và lỗ mũi dì giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Nhìn đi. Đó. Thấy chưa? Cô thấy không? Nó cười cũng giống cô kìa. Giống như mà giống như cho anh dữ. Giống quá. Giống quá. Kêu mẹ đi Tí. Kêu mẹ đi. Quỳ xuống ôm mẹ đi. Quỳ. Quỳ. Mẹ. Tí, con của mẹ nè. Ủa, mẹ đi đâu rồi? Chú đừng gạt tôi nữa, chú Minh. Tao gạt mày làm cái giống ông vậy? Hồi nãy giờ bà ngồi đây với mấy đứa kia mà. Chú đi cho mẹ tôi đâu? Ai biết bà với cái đám ông dịch kia đi đâu? Chú lấy phone ra, gọi cho mẹ tôi liền đi. Trời ơi, Mùi Mùi không có xài điện thoại. Nếu có dùng tao điện rồi, đâu cần mày nhắc, tao đâu có ngu dữ vậy. Trời đất ơi, kiếm từ hồi nãy tới bây giờ, tới giờ diễn show rồi, nó có gì vậy? À, nhân vật đình đám nào đây? Đứa nào đây mà ăn mặc tới ghê vậy? This is what people call fashion and what you really don't understand at all. Mày nói cái mãi ta mày hả? Mày tụng cái gì vậy? Ý người ta nói đây là thời trang. Mày là than tờ chứ không phải thời trang. Ăn mặc phản cảm lè lẹt thấy ghê. Thờ cái này là lè lẹt nè. Còn cái này là bà cố nội của lè lẹt ha. Đi hát lại lên nha. Tới giờ rồi. Bể cái show này là bán nhà đời nó em. Trời ơi, nó giỡn đâu, đi lẹ lên. Nói cái gì nó hoài vậy? Cô Minh à, con phải đi diễn rồi. Sau show diễn con sẽ tìm sự thật ra sao. Show này quan trọng lắm. Mày coi cái show quan trọng hơn mẹ mày hả?
Bởi vậy tao nói mày đó nha, uổng công cho Mùi Mùi ngày đêm nhớ mày, tìm mày biết bao nhiêu năm nay, bây giờ có cơ hội rồi mày còn không thèm gặp đã. Thôi được rồi, đi Mùi Mùi mẫn mẫn cái gì mệt quá, bây giờ mày vô mày make up đẻ lên. À cái gì make up, mày make up đẻ lên đi, bây giờ trễ show rồi, đẻ nó đi. Đi Lộc mẹ mày kêu mày kìa, mẹ mày kêu mày khùng quá, bắn kêu thằng Lộc kêu tao đó. Lộc kêu mày đó. Dạ dạ con Lộc nè mẹ. Mẹ Lộc. Dạ con nè. Lộc ơi. Dạ. Con còn nhớ bài hát ngày xưa, mẹ hay hát cho con nghe không Lộc? Con nhớ. Mẹ tôi đưa tôi ra đâu là một mình mẹ đôi cả trời nắng to. Gì không biết bài này? Không phải bài này, khùng quá, cá bẫy rồi. Mẹ tôi sáng nhìn ăn lên giang đường, mẹ tôi sáng đạp xe 200 cây số, mẹ đi dài thêm, mẹ làm tiếp thi, mẹ phụ bạc cơm, tôi về mẹ quất mì tôm. Bài này bài bản tôi mà con. Tôi cũng biết chứ, đó là bài bản tôi. Nhưng mà trong lúc hai mẹ con gặp nhau, con muốn tặng một bài hát giải trí cho hai mẹ con vui vậy thôi. Con biết bài đó là bài bạn tôi. Dạ đúng hả? Dì không có vui. Dạ, dạ. Dì muốn Lộc hát à? Con hát hả? Hát đi Lộc. Nãy giờ con cũng muốn hát lắm, nhưng mà tại vì lâu quá con không được gặp mẹ, rồi mẹ cũng không hát cho con nghe, cho nên con cũng không biết cái bài đó là bài gì nữa. Hay là đúng rồi đấy dì. Thôi dì ơi, ca sĩ mà mười mấy năm gặp lại nó còn không nhớ bài, đừng nói nó. Dạ đúng rồi mẹ. Thông cảm cho nó đi, bây giờ dẫn nó đi ăn, kiếm cái quán nào cho nó ăn nó no. Nó đói cái mặt nó xanh quá rồi. Trời ơi, tí rồi. Mình đi ăn đi mẹ, con đói bụng quá. Dẫn đi ăn đi gì, mà bạn con cũng đói bụng nữa. Nhưng mà mình phải đi kiếm chú Minh. Vì hồi nãy có một đám người theo tụi con á, là ai vậy? Thôi khỏi đi, bây giờ gia đình mình ăn thôi. Chứ đừng có dẫn cái đám nó đi theo ăn cá bè, cá lũ tốn tiền lắm. Gia đình mình ăn được rồi. Đúng rồi. Khùng quá. Sao? Đừng có sợ tốn tiền. Mẹ tao bây giờ là tỷ phú, giàu lắm. Trả hết cho tất cả mọi người, thậm chí trả nợ cho tao luôn, đúng không mẹ? Sao con biết mẹ có tiền? Mẹ chung số mà. Quỷ. Đồ ngu. Mẹ ăn cái gì mày ngu như vậy? Hả? Mày nói cái gì nó ra làm cái gì? Sao mày ngu cái gì? Đồ ngu. Sao mày ngu vậy? Sao chị? Mày nói đó. Biết tao ngu thì đừng có bắt tao diễn. Tao nói tao không biết diễn, bắt tao diễn hoài à. Diễn mệt cũng phải lộ chứ. Mệt không diễn nữa, xả dai. Xả mày xả. Mày thằng nào đấy đi. Đi ơi, khỏi luôn. Ừ, bả đi xả kìa. Hốt bả lên xe đi. Khai không? Anh đã khai mà tôi cũng trách tôi nha. Bây giờ mày nổi tiếng rồi, đúng không? Kiếm tiền nhiều rồi nè, có khán giả nhiều rồi. Mày đâu có thèm nhớ tới mẹ mày. Anh, dạ em xin lỗi em, dạ đúng rồi anh. Anh thèm thương. Dạ, dạ đúng rồi, của em đi anh. Có khi nào chúng mình ôm tờ da số trốn luôn? Đồng lao. Đi lên xe, con mệt quá con đi đâu? Chú này ơi, nếu mày không muốn gặp mẹ mày, mày ngồi đó luôn đi. Dạ, Hoài Lâm là tên nghệ danh của con, bố nuôi Hoài Linh đặt cho con. Tên thật của con là Tuấn Lâm. Hai ba bốn năm sáu, cái 2 3 4 5 6 8. Ơi, sao? Chưa. Mỗi ngày mua cả cọc vé số mà chưa bao giờ chúng được giải tán. Chúng ông mẹ này. Không có gì con nghĩ. Tao nghe mày cũng nghe cú điện thoại này tao biết rồi. Quỷ xô. Chết rồi chúng mình ơi, mẹ con. Mẹ con bị gì? Mẹ con bị bắt cóc nữa.